Trung tâm cây giống Tam Đảo kính chào tất cả quý bà con và cô bác trên khắp toàn thể đất nước Việt Nam. Thì ngày hôm nay mình có thời gian, mình lại tiếp tục đi ra vườn ươm các loại cây giống của bên trung tâm mình và để giới thiệu cũng như là quay cho các bác những cái cây giống mà bên mình hiện tại đang nhân giống và cung cấp tới các bác trên khắp cả nước. Thì cái cây giống mà hôm nay bên trung tâm bên mình muốn giới thiệu và quay cho các bác xem đó chính là cái cây giống cát sâm nhé. Đấy, đây thì trước tiên mình quay những cái luống ươm cây giống cát sâm của bên trung tâm mình. Đấy, bà con có thể quan sát này, đây là những cái luống mà hiện tại bên mình đang gieo và nhân giống. Đây chỉ là một góc của cây giống nhân giống thôi nhé, bên này mình còn rất nhiều này, mình sẽ quay ở đây để cho bà con thấy. Và cái số lượng cây giống cát sâm của bên mình thì là số lượng lớn, vài trăm vạn cây giống bên mình cũng có nhé. Đấy, chính vì vậy mà bà con cần mua thì cứ đặt lại số điện thoại, bên mình sẽ cung cấp đủ cho bà con số lượng lớn. Đấy, mình nhắc lại là số lượng lớn, chính vì vậy mà bà con yên tâm là không lo thiếu cây hoặc là không lo hết cây đâu ạ. Đây, thì hiện tại cây giống của bên mình đã vào bầu và đã đạt cái tiêu chuẩn xuất vườn rồi. Đấy, cây cao trung bình từ 5 đến 10 cm. Đấy. Và cây hiện tại đang bám rễ và phát triển rất là tốt nhé. Đây. Bà con có thể quan sát kỹ hơn này. Đấy, đây. Cây giống cát sâm của bên mình nhân giống 100% từ hạt cây cát sâm được thu hái từ cây cát sâm bố mẹ trên 7 năm tuổi nhá. Đấy, bên mình có một vườn cây cát sâm bố mẹ trên 7 năm tuổi chuyên để lấy hạt và nhân giống. Đấy, hôm nào bà con có thời gian rảnh thì lên thì mình sẽ đưa lên tận vườn cho bà con các bác xem cái cây giống cát sâm bố mẹ của bên trung tâm bên mình, để cho bà con thấy được rằng là cái cây giống bố mẹ nó như thế nào và cái hạt của nó như thế nào. Đấy, rất là nhiều nhá, bên mình hiện tại đang nhân vào thời điểm này thì còn rất là nhiều cây giống cát sâm đảm bảo chất lượng và đảm bảo được tiêu chuẩn để xuất vườn rồi. Đấy, đây bà con có thể quan sát kỹ hơn này. Đấy, lá cây xanh mướt đang phát triển rất là tốt. Miền Bắc thì vừa được mưa nên là cây cũng nhận được cái lượng mưa, lượng nước và đang rất là xanh tươi, rất là tốt rồi. Thì bà con mà có nhu cầu cần mua cây cát sâm thì hãy để lại số điện thoại hoặc là gọi điện trực tiếp cho bên trung tâm bên mình qua số điện thoại, qua hotline là 0798 414 414 để bên mình tư vấn chi tiết hơn cho các bác. Các bác có thời gian thì hãy qua thăm trung tâm và thăm cây giống của bên mình trực tiếp. Đấy, tại Tam Đảo Vĩnh Phúc nhé, tại vòng xuyến Hợp Châu. Đấy, Tam Đảo Vĩnh Phúc. Đấy, bà con có thể quan sát một lại một lượt nữa cái quy mô nhân giống của bên trung tâm bên mình. Rất là nhiều các loại cây giống, từ cây giống cát sâm đến cây giống đàn hương, gù hương. Đấy, cây giống trà hoa vàng, cây giống sữa đỏ này, lim xanh này, chắc đỏ này, bên mình có đủ hết. Cho đến các loại cây dược liệu như cây giống xạ đen, cây giống cà gai leo, cây giống khôi nhung tía, bên mình đều cung cấp ra cho khách hàng. Rất là nhiều khách hàng đã mua và đã trồng cây giống của bên mình và họ đã bán được và có thu nhập kinh tế ổn định và thu nhập kinh tế cao. Và bây giờ họ lại tiếp tục mua cây giống của bên trung tâm bên mình và trồng tiếp. Vì vậy bà con đừng để bỏ phí đất mà hãy trồng cây ngay từ bây giờ. Đấy, trồng cây thì chắc chắn chúng ta sẽ có nguồn thu nhập rồi, đến cả keo nó còn bán được mà, đúng không các bạn? Huống chi là những cái cây mà nó có giá trị như là cây sưa, cây đàn hương, cây gù hương, cây chắc, cây lim, đúng không ạ? Nó sẽ có giá trị, nhưng giá trị của nó tính bằng thời gian lâu dài, ít nhất là từ 10 năm tuổi trở lên thì chúng ta mới có thu nhập. Đây là những cái cây mà gọi là cây lâm nghiệp lâu năm. Còn các bác mà muốn có thu nhập nhanh thì trồng những cái cây ví dụ như là cây trà hoa vàng, cây giống cát sâm này,
Đấy, thì cái thời gian thu hoạch của nó sẽ ngắn hơn. Đấy. Còn bây giờ thì Trung tâm Cây giống Tam Đảo xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo của Trung tâm.